Đang làm gì em? Anh sửa cái ao thôi mà. Mãi không thấy dưới được nước. Anh mang gói kẹo cho cháu. Chú mang cho cháu gói kẹo. Được không chú? Chú khỏi ốm hẳn chưa? Khỏi ốm rồi. Chú ơi, kẹo gì mà ngon thế? À, đây, kẹo chú mua ở quán. Cô ơi, chú cho kẹo cháu này. Chú bác cho ăn nhé. Chú bác cho ăn nhé. Ừ, ok. Ui, ngon thế chú. Ừ, thế em đi cháu. Anh sang chơi là được rồi, còn nhớ kẹo cho cháu. Thôi, cháu đi học về. Ừ, cháu ăn đi. Anh cho ăn đi. Ừ. Thơm quá cô ơi. Ừ, thì ăn đi. Ừ, ngon quá. Ăn đi, bao tròn tiếp rồi. Nhiều vào nhé. Ừ. Ngon thế. Chợ này chú mua ở đâu mà ngon thế? Ngon đấy. Chú mua ở quán. Đào kia làm gì đấy? Đào sửa ao thôi mà. Không dưới được nước.
Em sửa xong chưa? Em đào xong rồi. À. Thế con đi làm gì không bây giờ? Không, bây giờ không đi làm gì. Cháu có thích đi câu cá không? Có. Câu cá ở đâu đấy chú? À, ao nhà chú. Để chú đi câu đi. Được. Em không làm gì nữa, với bọn anh đi câu cá đi. Em ngại lắm, suốt ngày đi bắt cá nhà anh vậy, bắt cái chai. À, không không ngại đâu mà. Nhà có ruộng, ao của anh có nhiều cá mà. Đi không? Không. Cho đi đi. Đi không? Đi, cùng nhau đi. Em với cháu đi sang ao không nào mình bắt cái chai đấy nhá. Anh đi về lấy cần, lấy đồ về câu. Chú cắm cái cần này cho cô cháu nhá. Đây, im đi. Có được à? Anh nào cũng cần nữa. Rất thế à. Ấy, đây một con đấy. Con này bé quá. Chú con nuôi đi. Đem đi. Cái cơm đấy để anh cứ cho. Đây. Có thích không? Thế nào lại đi câu nhé. Nào đi học ngoan, sau này cho câu nhé. Không phải. Chưa được. Tí nữa. Xe quá rồi chứ nhé. Từ từ nó chứ ăn. Xong ăn rồi. Ăn rồi. Giơ cao đi.
Đấy. Ui, của anh cá lại ăn này. Ui, phạt phạt phạt. Ui, ui chưa giỏi thế. Ui, giời. Ui, của cô sắp ăn rồi. Ui, của cô siêu thế. Ừ. Cháu còn cho cô được con nào. Thì nó phát được, lấy được một con rồi đây. Ôi giời, được một con đấy. Cái đây, cái đây chú dậy giật cần này. Về đây, đây. Bỏ đấy. Phải rồi. Giật đi, giật giật đi. Đấy, cầm vào đây. Nào. Không được. Ui cá cắn đi con này. Ui rồi. Ui. Con này to đấy. Chú ơi, con này là con cá gì đấy? Ừ, con cá chép đấy. Ui. Cháu câu đấy. Con to nhất đấy. Ừ. Đấy chú câu không được con to như này. Con to nhỏ chưa? Giỏi đấy. Đâu? Ôi, ôi, có phải đâu, đưa chú à. Cháu tưởng được thật. Anh ơi, được cá nhiều rồi, chắc không câu nữa nhỉ. Đủ ăn rồi. Đâu xem nào. Đây, được nhiều lắm rồi đây này. Ừ, chắc. Thế cứ ăn tạm ra nhỉ. Thế là nướng ăn ở đây nhỉ. Thì nếu mà tí hết lại câu tiếp. Ừ, vừa ăn vừa câu. Ừ. Thế anh về lấy bật lửa nhá. Lấy muối mắm nhá. Ừ. Con ngồi ở đây đợi cô nhé. Thì cô đi kiếm củi nhé. Không được nghịch nhá. Nếu rơi xuống ao ấy, ngồi ở đây chờ cô. Thank you.
đó. Đó, cá mổ xong hết rồi. Cá em mổ xong. Đây, chú mang mấy cái bánh. Ôi, chú. Bánh ngon đấy chú. Đây nước này, khát nước uống. Đây, nước. Đợi có lâu không? Cầm cầm chút. Kẹp vào nướng nhá. Cái này nướng ăn cho cháu ăn nhiều vào nhá. Từ em trở lại. Em lấy bánh đi nướng đi. Vâng. Bánh chuối mấy bánh cá tí ăn chưa lại bắt nhé. Sắp chín rồi đấy, đợi một tí nhá. Chú ơi, bánh sắp chín chưa? Bánh sắp chín rồi. Sắp chín rồi đấy. Đợi một tí nhá. Sắp chín rồi đấy. Cá cũng sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Đây, cái lá phải giải đi. Bánh chắc chín rồi. Ui, chín đấy. Cháu ơi, bánh chín rồi. Trước đi. Ôi, ăn bánh đi. Ừ, con ăn đi. Con này chắc chín rồi đó anh. Rồi. Ngon không? Bánh ngon không cháu? Có. Bánh chú làm à? Ừ, bánh chú khác làm ạ. Chú làm nước chấm nhá. Đừng có làm quay nhá. Chín này em ơi. Thế chín làm thì ăn đi. Lấy ra hết đi. Lấy ăn nào cô. Thơm thế. Anh ơi, đưa để ơi. Ăn cá đi. Ừ, anh làm lúa đó. Ngon à. Ừ, để đấy anh. Cháu ăn cá đi cháu. Em ăn bánh đi. Vâng, anh ăn đi. Em ăn cá đi. Ừ. Cháu ăn đây nhá. Vâng. Ngon không? Chú ăn đi. Ừ. Cháu cứ ăn đi, em cứ ăn đi. Tí ăn hết, nếu mà không no thì mình lại đi câu tiếp nhá. Ngon quá. Con này chín nhá. Em ăn đi. Con ăn bánh. Mẹ con đây. Ăn rồi, cô ăn đi. Con ăn đi, cô có. Vậy em ăn cái này ngon lắm. Đây, đó. Ăn nhiều rồi nhá.
ở một mình thôi. Em đi cháu. Em đi. Cá to đấy. Đi. Ừ, em ăn đi. Em ăn bánh. Ăn đi. Anh ăn đi. Ừ, anh no rồi. Em ăn đi. Em không no. Con có ăn không? Cháu ăn đi. Cháu no chưa? Thôi em mang về đi. Anh ở nhà còn mà. Đây nước đây. Thôi nước uống. Thế em... hai cô cháu em xin phép về nhé. Ừ. Thế hai cô cháu về nhé. Thế hôm nào rảnh sau này đi câu nhé. Vâng. Rồi. Thế nhà chú. Thế rồi. Thank you.
nó về rồi, à, nó về to rồi đấy. Vâng. Già lại đi chơi rồi cô ạ. Làm gì đấy cô? Cô luộc măng. Con đi học con làm bếp đấy. Con ở nhà trông lửa luộc măng cho cô nhé. Vâng, cô đi lấy củi. À, tí nữa rửa bát nhé. Con ở nhà trông lửa cẩn thận nhé. Vâng. Không được nghịch lửa đâu, nghịch lửa đấy. Cô đi lấy củi tí cô về. Vâng. Cô đi cẩn thận nhé. Chờ ao sao hoàng chào chào mờ ao ao mờ ao mau hiền màu màu
cờ ư cư sắc cứ cứ và ao ao vào 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 và cờ ốc vào ốc học học khi thờ ao ao thờ thờ. Ơ cô ơi, măng chín rồi đấy. Ừ. Chín rồi đấy. Ăn nào cô. Mặc thế cô ơi, mặc thế, mặc thế để cô có thể tặng.